Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì kênh của em ha có tiếp tục ghé vườn của chị Thủy, địa chỉ ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để cho cô chú anh chị mình quay giao cho cô chú anh chị mình giao lưu với vườn của chị Thủy một số cây mai giống hàng cô chú anh chị mình lấy bo. Ok cô chú anh chị ha, tàn tròn, nói chung là hàng bo già ha, già ngon luôn cô chú anh chị, bo nụ không mà hàng này bao ghép luôn á. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy ha. Thì hôm nay chị Thủy lên giao lưu với cô chú anh chị mình có giống nhị Ngọc Toàn ha, giống nhị Ngọc Toàn là bao chuẩn giống cho cô chú anh chị mình nha. Rồi siêu ông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương, rồi dảo Đao Phúc nè, cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị ha. Tất cả các giống ở bên nhà vườn của chị Thủy đều sẽ được bao giống và bảo hành giống cho cô chú anh chị mình nha. Mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Rồi không mất thời gian nữa, mình gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi giờ chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay tạo lời kênh Mai Giờ Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh ha. Rồi. Hôm nay thì tạo lời kênh thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em một lô tàn thông ghép đủ loại giống nha. Cái này là cúc Thọ Hương nha, đầu clip hôm nay là cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. Đầu clip hôm nay là cây cúc Thọ Hương tàn thông mã số 13A. Rồi cái này cái tài quá trời bự luôn cô chú anh chị, sẽ để bao lấy bo luôn, bo già nên nụ đều gan hết trơn luôn ha. Rồi. Quành thân tại điểm này được 22 ạ. Rồi cây quá trời bự luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 92 ạ. Tán ngang là mình 95 ạ. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1 triệu thôi nha. Rồi 1 triệu đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 14A nha cô chú anh chị. 14A đây là một cây siêu bông Sài Gòn nha. Ok gốc to lắm cô chú anh chị ha. Cái này bo già nè, về mình lấy bo thoải mái luôn ha. Cái này lấy cả trăm bo dư sức nha cô chú anh chị. Hoành thân tại điểm này được 20 ạ. Rồi siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương ha chị ha. Đúng rồi. Rồi. Rồi chiều cao đi chị thôi. Chiều cao là 80. Tán ngang là 75. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 850.000 là em bao phí ship nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 15A. 15A cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. To già lắm nha cô chú anh chị. Mấy cây này thì về mình làm cái mô á, mình đắp cái mô, mình trồng thả dừa rất là ngon nha. Rồi. Hoành thân được 16. Rồi. Cây này tàn tròn đều hết sức. Chiều cao là 71. Mấy cây này để tài nhà vườn thả tuột đi á, tự nhiên vậy cô chú anh chị ha. Tán ngang 88. Để cô chú anh chị mà lấy được. Rồi. Nhiều bo nha. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình chỉ 850.000 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 16A cô chú anh chị. Rồi. 16A cũng là một cây siêu bông Sài Gòn đó, tại ở cây này cái củ đế nó như cái bình cô chú anh chị. Rồi. Nó bự một chỗ chảng mập lù. Em đo trên cái cổ này là nó được 23. Rồi. Ở dưới tuốt ở dưới này là mình được là 30 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là mình 70. Tán ngang mình là 80. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ có 800.000 nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 17A. 17A là một cây cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. Dạ. Cúc Thọ Hương này nụ quá chừng luôn. Nụ nó cô chú anh chị nha. Quá trời quá đất nụ luôn á, nó già cô chú anh chị. Rồi hoành thân tại điểm này được 18. Rồi. Hơn 18 mà em tính 18 nha. Chiều cao là 84. Tán ngang mình là được 64. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 650.000 thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 18A cô chú anh chị. Rồi. 18A là cây cúc Thọ Hương nữa ha. Cái này mình mua về mình lấy bo ghép thả ra luôn. Cái này cái tàn khủng khiếp, cái tàn luôn, kẹo kỳ luôn cô chú anh chị ha. Bình thân được 19. Rồi. Cây này có củ đế cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là mình được 67. Tán ngang là mình được 87. Rồi. Rồi cây này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 800.000 em bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 19A. Tiếp theo mã số 19A. 19A đây là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi.
thấy cũng được 6 bo ha, coi cho anh chị ha. Hụ nè. Đó. Rồi, thông số luôn đi chị. Quỳnh thân được là 24. Rồi. Chiều cao là được 89. Tán ngang mình được là 56. Rồi. Rồi, cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 650 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 20A. 20A đây là một cây giảo đa phúc nha cô chú anh chị. Cái này nụ quá trời luôn ha. Cái này tại vì nó lên nụ quá cô chú anh chị nên là nhìn nó hơi khằn vậy thôi ha. Chứ mà cô chú anh chị mình lấy bo rất là ngon nha. Bo già gì ghép nó ngon là cô chú anh chị. Với mấy cây này thì hiện giờ cũng tới thời kỳ đôn thai cho nó lên tược non á. Quỳnh thân được 21 rưỡi, em tính 21 á. Cụ đế có luôn ha. Chiều cao là 77. Rồi. Tán ngang là 6, tán ngang là 50. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 650 ngàn nha. Rồi, mình đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 21A, rồi. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cái này cái tàn quá trời cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Cái này lấy bo nhiều nha. Cái này lấy cho mấy trăm bo á. Ngay cái cục tròn tròn này được 28. Rồi. Đế bàn nha cô chú anh chị. Cây này mình lấy biết bao nhiêu bo mà nó. Chiều cao 92. Rồi. Tán ngang 112. Ủa 117. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 1.300.000 em bao phí ship nha. Rồi, mình đã cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 22A. Tiếp theo mã số 22A, đây là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi, cái này cái tàn quá rồi, cái tàn luôn cô chú anh chị. Lấy bo bao phê luôn á. Cây này về lấy bo, rồi mình chơi Tết năm sau rồi thôi, quá đẹp tuyệt đỉnh luôn. Nụ cực kỳ nhiều nha cô chú anh chị, mấy này về bao Tết bông luôn cô chú anh chị ha. Bảo hành giống nha cô chú anh chị, mình cứ an tâm nha. Hoành thân được 19. Rồi, 19 rưỡi, em tính 19 nha. Chiều cao là được 77. Rồi. Tán ngang là mình được là 89. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.800.000 nha. Rồi, 1.800.000 ha. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em ha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý được kênh nào là ủng hộ cho em rất là cảm ơn nha. Rồi, em có thay mặt cho kênh cô Dư là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong những clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.